Nay là ngày mùng 3 tháng 8, 2019. Nhìn vào mắt mình nó tối mà sao vô điện thoại lên á, nó cũng sáng sáng. Ô, cái này đẹp nè. Kia nó nói trở lại thời trang quá trời luôn nè. Trời ơi, tối tối nó phải sáng sáng một chút xíu. Nào, ai biết uống nước uống rượu gì kệ anh ta. Like không có bản đồ hay gì hết ta, mà biết đi thì sao đây? Kìa, nhà hát, nhà rong bana, nhà hàng. Trời, nhìn nó rộng ghê á. Chỗ này người ta quay phim chắc đẹp lắm ha. Quay phim kiểu như trốn tránh sự đời lên đây tu luyện hoặc là đẹp. Xanh lục. Cái này là lục đúng không? Ừ, xanh lục. Nhìn màu này thích hơn là mấy màu xanh kia. Màu này nhìn mát. Xanh nó màu nhạt. Xanh nó màu nhạt. Tại sao? Em nghĩ là ở dưới nó có đá bôi á, nên nó mới đục đục như vậy. Không quan tâm lắm. Đẹp thì là nó đẹp thôi. Đây là khu du lịch sinh thái dân tộc thiểu số người Kinh. Dân tộc Kinh đang xuống đây thăm dân tộc thiểu số. Nắng quá ta. Hello, có ai không? Trời, có quá trời luôn nội ơi. Đi vô ké nha. Rồi ạ. Ui, má ơi. Gì vậy trời, tưởng mấy ông đang nhậu chứ mấy ông đang làm gì vậy?
Cái ông kia ông rớt cái mặt á, cái đó là mặt của ông á. Ai biết? Có cái ông kia rớt cái mặt xuống nữa kìa. Nó ghê quá. Lúc đầu nhìn tưởng cái đầu người. Thế nhưng ông đang hành hình cái đầu này. Ghê quá, sao chỗ này đáng lẽ là nó không nên creepy như vậy. Cao quá. View nè. Chị Nam mình xa xỉ ha, xây nguyên một cái nhà rông này chỉ để đi nhậu thôi. Bô lão, mấy bô lão xa xỉ quá. Nhà rông hồi xưa có bình chữa cháy nè. Leo lên được không? Này là thang máy à? Này leo lên bên kia đài quan sát ha. Nhậu tiếp đi nha, bye bye. Cái nêu cao ghê á.